Rồi, chào mừng anh chị đến với kênh Tâm Đức Saico. Thì hôm nay em sẽ lên cho anh chị một dòng Physics Gear. Thì thời gian qua là rất là nhiều anh em chơi Physics Gear là yêu cầu bên Tâm Đức là nhập về con Physics Gear có vành 3 đao. Thì lắng nghe cái thỉnh cầu đó thì Tâm Đức hôm nay cũng đã nhập về một cái con Physics Gear đến từ thương hiệu nước Nhật Matsuyama Wolfline. Ở con này thì được trang bị vành 3 đao. Không chỉ được trang bị vành 3 đao, với giá con này cũng rất là mềm luôn. Giá con này chỉ là 6.890. Với cái giá này thì con này nó có những gì thì mọi người cùng em vô sâu hơn video này nha. Thì đầu tiên á, về cái nhìn đầu tiên á thì em rất là thích cái nước sơn của con Matsuyama này luôn. Đây là một cái loại sơn đổi màu, đổi từ màu tím thành màu xanh ngọc. Thì mỗi góc nhìn thì mọi người sẽ thấy cái màu khác nhau. Còn về cái chất liệu á thì con này sở hữu nhôm. Nhôm này thì đã được xử lý hết phần ngoài hàng rồi mọi người. Nên là về cái độ thẩm mỹ con này cũng rất là đẹp luôn. Còn về cái thiết kế khung á, mọi người xem nè. Ngay cái khúc này thì nó bè ra, nhìn có chữ God nữa, nên là về cái độ thể thao, cái độ ngầu á thì con này nó sẽ được tăng thêm. Tiếp theo thì con này nó sở hữu là chữ Matsuyama màu trắng. Còn đây là mã mô xe là Coolfly. Đó, Coolfly đây là một mã mới nha mọi người, một mã mới. Tiếp theo thì trên đây thì Matsuyama Coolfly trang bị di đông dẹp. Thì phần di đông dẹp này á, khi mọi người cầm nắm thì cái độ chắc chắn nó rất là cao luôn. Thì còn về qua dây quấn á thì cái độ ma sát nó cũng là rất là ăn. Mọi người xem nè, đó, nó sẽ không bị trơn khi mọi người diễn skill hay gì đó thì sẽ không bị trơn. Còn về cái độ thiết kế thì cái dây quấn này cũng rất là đẹp luôn. Nó nhìn như cái mạng nhện của trong cái bộ phim Spider-Man đó mọi người. Nên là nhìn rất là hiện đại. Còn bô tang di đông đều là nhôm nha mọi người. Đều là chất liệu nhôm của Neko. Xuống dưới này thì Matsuyama trang bị bản yên da. Cái phần yên của Matsuyama cũng rất là im luôn. Còn hai bên này thì mọi người xem nè. Ở cái phần hai bên này nó cũng rất là bự. Nên là về cái độ mà im hay cái độ ôm cái mông mình thì nó cũng sẽ rất là ok luôn. Còn phía dưới này thì Matsuyama trang bị cọc yên nhôm, cũng là thiết kế dẹp luôn. Đó, nó sẽ thiết kế dẹp mà rất là bự nha mọi người, rất là bự xuống tới phần khung này luôn. Nên là về cái độ mà nhìn thể thao, nhìn nó có gì đó tốc độ và thầm hố. Còn dưới đây á, thì khung của Matsuyama cũng chừa cái lỗ cho mọi người gắn phanh nè. Rồi cái vành này cũng gắn phanh được. Nhưng mà tuyệt đối nếu mà mọi người gắn phanh á thì bên em sẽ không bảo hành vành. Do con này là cơ bản nó sẽ không có phanh, nhưng mà mọi người gắn phanh bên em sẽ không bảo hành vành, bên em sẽ chỉ hỗ trợ mọi người gắn phanh thôi. Dưới đây thì Matsuyama trang bị vành sau là 6 phân, còn lớp là lớp của City Rico, thông số là 725C đó. Dưới đây thì vành nhôm là 6 phân, còn phía trước là vành nhôm 3 đao. Thì mọi người nhìn cái tổng thể con xe nè, đó rất là ngầu luôn, rất là ngầu. Dưới đây thì bản vành rất là bự, còn dưới đây thì 3 đao thì nhìn cái con xe nó có gì đó mà nhìn nó tốc độ ma mị, nhìn nó rất là kiểu gì đó rất là uyển chuyển luôn. Này cũng là vành nhôm nha mọi người, vành nhôm. Lớp trên đây cũng là lớp lớp trước lớp sau đều là của City Recall, thông số là 725C. Còn về độ chớn á, em quay thử cho mọi người xem nha. Con này rất là chớn luôn. Đó. Hôm trước em có lên con Matsuyama bản vành thường, nhưng mà về cái độ chớn á thì em đánh giá con này sẽ chớn hơn, sẽ cao hơn. Vô sâu hơn á thì cái con này trang bị dò dĩa. Dò dĩa này là dò dĩa nhôm 6061, nên là cái độ cứng cáp, cái độ chịu lực nó rất là cao luôn. Còn về cái độ hoàn thiện con này mọi người yên tâm, con này đã được gia công CNC, nên là cái độ gia công và cái độ chi tiết của nó rất là hoàn chỉnh luôn. Đó. Còn xích này là xích hạt đậu nè. Xích hạt đậu thì chịu lực rất là cao. Còn dưới đây thì cái khung xe nó có chữ Matsuyama C60 nè mọi người. Còn phía trước này thì con Matsuyama cũng trang bị cái bát để cho mọi người gắn cái phanh nè. Đó, nên là mọi người gắn phanh trước, phanh sau đều được luôn. Rồi cái vành này cũng là thiết kế ra cho mọi người gắn phanh được nè. Đó, nên là anh em nào mà muốn gắn phanh á thì gắn được nha. Còn cái phần khung á thì bên đây nó có cái bát để mọi người đi dây nè. Đó, cái phần khung này nó sẽ có cái bát để cho mọi người đi dây ở đây. Đó. Nên là con này nói về gắn phanh thì đều gắn phanh trước, phanh sau được. Nên là anh em nào mà muốn gắn phanh thì bên em sẽ hỗ trợ gắn phanh, nhưng mà sẽ không bảo hành cái vành. Rồi, em xin tổng kết lại thì đối với em á, cái con này nói về cái độ kế, độ thẩm mỹ nó phải nói là 10 trên 10 luôn. Đối với em nó 10 trên 10, nó quá đẹp luôn. Nhìn nó kiểu nó rất là hài hòa. Vành sau là 6 phân, vành trước 3 đao. Phải nói là nó mang một chút gì đó như em đã nói rồi. Nhìn nó rất là tốc độ, nhìn nó rất là ma mị, rất là đẹp luôn. Và thiết kế thì nói về cái con những mẫu Physics G bên em, thì cái con này là cái con mà có thiết kế mà em rất là ưng, rất là thích luôn. Giá nó là 6.890, đang giảm còn 6.590, miễn phí ship toàn quốc. Anh em nào mà thích đó, thì liên hệ tới số điện thoại em để bên dưới.
Em mong cái video này sẽ giúp ích được cho anh chị phần nào trong việc chọn xe cũng như là tìm được cái nhu cầu chọn xe của mình. Còn video này em xin tạm dừng tại đây. Tạm biệt anh chị.